Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng bạn quay trở lại channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui mọi người. Chúng bây giờ thoải mái và thư giãn xem clip mình, em đừng quên like và share thêm trên đăng kênh, đăng ký bên góc trái mình nè, em đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất sắp tới từ mình nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, thì phiên bản Poke Hàn Anh Quốc hiện giờ đã ra phiên bản ra server 5756 rồi, anh em nào chưa đua thì, anh em nào muốn đua thì qua đấy đua mình nhá. Thề đua mỏi mắt luôn anh em, qua mình đua đến 12 đêm mà cày mới được lên level hai mấy à. Tí mình sẽ qua cập nhật cho anh em xem sau. Giờ thì chúng ta sẽ ở bản Việt trước, chúng ta sẽ qua bản Việt để lấy thông tin thời tiết ngày hôm nay nha mọi người, bởi vì hai bên server đều giống nhau. Thời tiết nó và ở bên Anh thì nó cách thời gian ở bên Việt này là 1 tiếng nhá. Để dành cho anh em nào chưa biết thì đó, để biết mà chờ sắp xếp chơi. Giờ thì mình sẽ nhập quản gia quét qua một lượt, sau đó mình sẽ đi làm qua event thời tiết, sau đó mình sẽ qua bên Poke Anh Quốc cho anh em xem. Ok. Xem nào, đây thời tiết có gì để xem có gì để bắt không, mình sẽ qua bên Anh cũng bắt luôn. Để hai bên thời tiết ít chăng nhau nha, mình nói trước nha mọi người. Nhận nào. Mê Cung. Hôm nay có gì nào, trời đẹp có gì đây. Có mưa và mưa nha mọi người nha. 11h41 đến 12h41, 20h52 đến 21h52 anh em tranh thủ thời gian. Mưa thì có gì nào. Mưa. Uầy. Mê Cung thường thôi, không có Pokemon gì lạ lắm anh em. Event thời tiết bên Việt hôm nay thì như chắc vẫn vậy thôi, làm tiền dinh có hot. Hôm nay là Classic này. X10 hôm nay là cháu Steven Messit à, Metagon God gì đấy, đại khái vậy. Còn một comment hệ thép, anh em nào có nhu cầu liên hệ Facebook nhá. Tiêu phí hôm nay thì bên này nhận được vé cao cấp này anh em này. Đó. Ngoài ra hết rồi. Event quà vẫn đang bán đồ nâng cấp vòng TZ loại 2 Mega với cả đồ nâng cấp đồ tôm nhá, anh em tranh thủ thời gian. Bàn quay hơi đèn bí đỏ và skill võ đài vẫn còn. Đấy, event đội vẫn đang diễn ra, mình sẽ quét quần đảo một lượt nữa. Quét được qua bên Anh mà cày anh em, tranh thủ cày. Tiếc cái nào cũng chẳng hiểu sao mình có hai máy mà chỉ tải về được đúng một máy anh em, hiện giờ lại phải quay trên cái điện thoại cũ đây. Đang quay trên con Samsung cũ của mình. Hai máy kia không quay được nha mọi người nha. Cái máy mới của mình á, tải về không được, cài đặt tải về được nhưng cài đặt không được. Đấy. Đó nên là mình cũng hiểu vì sao nhiều bạn bảo anh ơi em không tải được. Thế nên mình cũng không rõ, chưa có lý do nha mọi người nha. Đó. Link thì mình có để phần mô tả, anh em có thể vào tải nha. Ok, giờ mình sẽ qua Poke Anh Quốc nha mọi người nha. Ok, hôm nay thì ngày tính thức là ngày thứ hai anh em, nó tính như vậy luôn á. 10 giờ đêm qua nó mới mở server mới, xong đến bây giờ là nó tính qua ngày thứ mới luôn anh em. Đó. Mình sẽ nhận quà về trước nha. Sau đó chúng ta sẽ đi bình luận tiếp. Ad Pikachu này. Ngày thứ hai nhận Ad Pikachu nha. Rồi ok. Uầy, bên này ngon này, ngày thứ 4 có 4 quả thông luôn này. À cũng giống bên Việt mình nha. À quên, để mình kiểm tra luôn, xem giống hẳn bên Việt mình không. Ngày thứ 5 Mew. À đổ lên cho anh em, ngày thứ 7 là Mew thôi. Event này, event hôm nay bên này mục quý đông nha mọi người nha. Bên này cày mục quý đông lắm, thấy người ta làm nhiều. Bên này thì đây anh em, Evan đây. Đó, X10 bên này này, Mewtwo này. Xem lấn là con gì nữa đấy, đoạn đầu đấy. Tiêu phí, đây không phải, đây quả tiêu phí phải không? À đây là nạp mọi người, nạp. Nạp nhá, đây, nạp tiền này. Đó, nhìn rất là nạ. Quý, đây còn đây là tiêu phí này. Đó. Rồi. Quả VIP này. Đây là đua Never. Đua Never là anh em nhận được X2 nha mọi người nhá. Này. Đó, đây đua Never anh em nhận được X2 luôn. Này khá là ngon. Đây tiêu phí, đây quả tiêu phí này. Đó đây quả tiêu lực thì chuẩn hơn. Ui, nhanh thế, quả cấp 25 đã hết rồi. Rất là nhanh anh em. Đây mọi người thì xem này. Nhưng vừa đua tốt bên này thì khá chậm. Bây giờ top 1 mới có 100k lực chiến mọi người. Mình giờ mới 37 chưa lên top được, thì cố gắng lên top cho ngày hôm nay. Đó, đây là những gì hiện giờ mình đang có. Mình sẽ cố gắng leo tốt cho ngày hôm nay. Hôm qua nó ra muộn anh em, thành ra là mệt quá đi ngủ luôn. Hôm qua mình thì bị dính nước mưa nữa, hôm qua đi về mưa bị mưa nữa, ướt hết người, thành ra là mệt quá. Thế là hôm qua đua không đổi, mệt quá đi ngủ luôn. Ok, mình sẽ cày bên này dài luôn, anh em yên tâm. Nhiều bạn vào nhắc quá, anh em cố gắng cày bên này dài, anh em yên tâm nhá. Bên này mình sẽ cày bên này dài. Vừa mới có Pikachu về có nên chơi không ta? Mình thì chắc có tính không chơi Pikachu đâu anh em, bởi vì kiểu như không có nhu cầu á, mình sẽ không chơi Pikachu.
Ok, mình sẽ đi dùng bánh mì để quét thể lực anh em. Rồi ok, sáng nay quét thêm ít điểm gộp. Nam phát đến 10 nào, lên cấp mới luôn. Vườn đủ à? Gần đủ với anh em. Rồi 74k nó mới đâu. Nói 74k mới đâu. Thôi gộp cho này anh em. Cộng 5 cộng 6 đi. Cho con này lên cộng 6 anh em. Nó đuổi theo sau luôn. Rồi trang phục mặc ghép lên 2 luôn. Đấy, tuyệt vời, lên được chiến luôn. Chưa tiến hóa được. Đau nhè, level 30 mới cho tiến hóa nha. Cái này chứ có phải từ từ đâu, cày chúng ta cứ phải từ từ anh em. Bên này tài nguyên thiếu nhiều lắm mà đi ải thì khó. Đó anh em nào mà rảnh rảnh đi tổ độ lên server với mình cái. Ui bên này mình thề đi đi tổ độ lên server. Đi island nỉ người ta khó lắm anh em, thề khó kinh luôn. Đó, chứ không phải như bên Việt mình vào bảo anh em vào đâu vào kéo mình cái đâu. Bên này đi mình hôm qua mình đi mà thôi rồi luôn. Cả tối không đi được đến một ván nữa mà mọi người. Cả tối không đi được đến một ván luôn. Cuối cùng đành chịu. Đó, đi tổ đội lên server ở đây 11 giờ cũng có lịch X2 nha. Đây, tổ đội lên server đây này. Rất là khó khăn luôn. Giờ tranh thủ vượt ải thôi. Đây, đang đi vượt ải anh em, tranh thủ vượt ải. Qua màn này để kiếm con cầm gậy anh em, chứ mình không chơi ad Pikachu. Tính định chơi ad Pikachu nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi. Mình sẽ chơi con cầm gậy nhá. Mình sẽ đi đợi mà vật ải đủ mở ải nó cái thì mình sẽ bắt con ấy về để mà tiếp tục cho anh em. Đó. Nhiều bạn bảo là vật ải sao nó dễ anh em. Auto tay nhá, đừng có đánh bằng máy, đừng có đợi, đừng có auto. Anh em mà để treo auto là thua sấp mặt luôn. Đó, anh em đánh tay, chỉ khó đánh tay một tí thì khả năng thắng sẽ cao hơn. Bởi vì khi anh em auto cái kill nó sẽ dùng rất là bừa bãi, nó không dùng theo một cái quy luật nào hết á. Nên là bắt buộc anh em phải đánh bằng tay thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nói chung bên này mình cày mình thấy thốn tài nguyên lắm mọi người. Cực kỳ thốn tài nguyên luôn. Có thể mình nói thật là mình hiểu gì sao bét dễ rồi anh em. Cơ bản game nào cũng vậy thôi. Người ta luôn luôn thiết kế một thể loại game. Người ta luôn luôn cho chúng ta một nửa. Còn một nửa chúng ta sẽ đi kiếm. Cũng như ở Việt chúng ta thì anh em có thể thấy tuy kim cương nó hơi khó kiếm nhưng mà tài nguyên nó vẫn cho dễ. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta khó kiếm bét. Nhưng bên này thì dễ kiếm bét thì ngược lại chắc chắn là chúng ta kiếm tài nguyên nó sẽ là vô cùng khó khăn đây. Để mình cày một thời gian rồi mình sẽ nói. Bởi vì anh em nhìn đấy, hôm nay qua ngày thứ hai như bên Việt chúng ta chuyển qua được khoảng vài tiếng đồng hồ thôi là mấy anh em lên 100-200k lực chiến rồi. Nhưng mà anh em nhìn thấy bên này không? Đó. Mà nghe bữa trước là 10 level 19 mà cái chỗ mà đưa ấy mà sao bây giờ mình vẫn chưa thấy ta. Cái mà mình vừa quét ở bên Việt ấy nhỉ. Cái mà hình núi á. Quét đồ để ghép vào đạo cụ đeo á. Cái đó mình nhớ là level 19 là mở đúng không? Sao giờ vẫn chưa có ta? Cảm thấy hơi hoang mang. Ok giờ thì tranh thủ mình sẽ tranh thủ vượt ải thôi. Đó không biết là có bao nhiêu anh em đã qua đây rồi. Đó, mình đang ở server này nhá. Mình cũng vào vui của anh em Việt rồi, mình thấy có vui anh em Việt Nam. Đó thì mình có đề tên là tiểu tử đường phố Ritubi đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì kết bạn với mình nhá. Đó, kết bạn anh em chơi cùng nhau cho nó vui. Đó, bữa nay mình sẽ đua và cập nhật thời tiết, cập nhật đồ tốt bên này liên tục cho anh em. Đó, nếu được cái gì mới hay cái gì hot mình sẽ được cập nhật ở trong đầu video, ở cuối video nhá. Nếu mà không có gì hot mình sẽ cập nhật đầu cuối video. Còn đâu nếu mà có gì hot mình sẽ làm nguyên cái video cho anh em xem. Đó, nếu anh em thấy yêu thích mẹ, nếu yêu thích cái series này của mình thì hãy đăng ký kênh, bật chuông lên để nhận được tất cả video và thông báo mới nhất từ video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Đó. Tiếp tục nào, giật ulti lên. Giật ulti lên. Con này thì một đạn. Win. Tiếp tục nào. Một hit. Uầy, khỏe thế nhỉ. Con này anh em ắt khỉ hai con đi. Mình giờ deal đúng hai con đi thôi. Chưa deal thêm con nào nữa anh em. Hiện giờ deal 2 đi nha. Đó, anh em cũng deal vậy thôi. Đấy, thấy không, mình nghe thấy không. Con vịt của mình đi theo dù rằng có thể vượt ải, hỗ trợ vượt ải. Nhưng mình cũng chỉ cho là đam phụ thôi. Chứ mình không cho đam chính luôn. Đó, mình chỉ cho đi theo như thế thôi anh em. Đó. Ok, giờ thì sẽ xem nào. Thú cưới này, có 4 quả nữa. X10 phát con nào. Không đủ à.
Bên này nói chung là hao họp tài nguyên lắm này anh em, tiêu phí cái thứ bình tĩnh thôi nhá. Bên này tài nguyên mình nói thật nó bóp cực độ luôn á, tài nguyên à. Nó được xếp vào hạng gọi là hàng hiếm luôn anh em nha. Đó. Để xem nào có gì ngon không. Đây gui đây. Mình hiện giờ đang nằm trong gui anh em. Đó. Việt Nam nè đó, Việt Nam nè. Cũng không biết là bạn nào đang quản lý nhưng mà nói chung mình đang nằm ở đây. Đó. Đi học skill các anh em. Đó, nói chung thì giờ mình sẽ cố gắng đua top cày cuốc ở bên này thôi. Đó, chắc cũng không cố gắng, không phụ lòng trông mong của anh em. Giờ nên đi cổ vũ, không có vàng anh em. Thôi, bỏ đi, tạm thời chưa có vàng, chưa cổ vũ được. À đúng rồi, nhóc mới nhớ. Hôm nay mình sẽ làm quả thu cưới nha mọi người nha. Đây. Đủ kim cương rồi. Đúng hay sai, muốn leo top thì cũng phải làm quả thu cưới thôi. Lên level 14 ra, nào đừng phát đầu lên level 14 thôi anh em. Hơi nhỏ tí. Chắc phải làm phát nữa anh em. Nói chung bên này càng đét, mình thấy bên này càng đét anh em. Cày cuốc phải nói là cực kỳ khó khăn luôn. Đấy, chứ không phải dễ dàng gì đâu nha. Anh em nào còn dễ dàng thì mình... À đây chứ mình thấy bên này đua khó khăn lắm. Đây, đây 20 kim cương. Mốc tiếp theo được 35 kim cương. À 35 thể lực, 20 thể lực, 35 thể lực. Check nào hôm nay được 20 kim cương là nhận thôi. Không có nạp tiền được thì thôi nhận luôn. Hai ngày rồi nhận qua rồi, giờ lại cày cuốc tiếp anh em. Nó cày cả ngày hôm qua ra được một ca kim cương tiêu phát hết rồi, giờ lại cày lại từ đầu. Ok thì mình sẽ có những video cập nhật liên tục ở trưa, buổi trưa và buổi tối về server bên này nhá. Anh em thấy thiếu thích mình thì hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận video mới nhất từ mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ video ngày hôm nay thì tạm thời của mình kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Anh em xem video vui vẻ, tạm biệt. Thế nào các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.